chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xê ta. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Muốn không gian ngừng trôi nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, sẽ lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay tắt xe lòng ướt vai người. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương sương. Rồi, chào mừng anh em đã quay lại với kênh âm thanh đồ đĩa Sài Gòn. Tiếp tục giới thiệu đến em dàn đồ đĩa cao cấp Sony Modern CMTM333NT. Dàn này thì tích hợp đầy đủ các chức năng cao cấp như là CD, MD, rồi có công nghệ NetMD để anh em ha, kết nối USB tới máy tính để mình ghi MD tốc độ cao, và nó ghi một dạng folder rất là độc đáo. Nên anh em nào chuyên MD thì sẽ hiểu được cái công nghệ NetMD này, và có giải mã quang nghe nhạc từ Smart TV xuống chất lượng rất là cao. Anh em có thể kết nối với Smart TV và nghe nhạc từ YouTube, nghe nhạc xuân rất là tiện lợi, và có analog in nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là mình gắn Bluetooth rất là tiện lợi luôn. Đi kèm nó là cặp loa M100, tương tự như là đúng của nó là màng carbon bên trong, viền cao su và tép mica đặc trưng của Sony. Thùng loa còn đẹp rất là góc cạnh luôn. Này anh em về đánh lại rất là đẹp ha. Thì vận chuyển thì nó lem nhem vậy thôi. Mấy cái dao băng nè quà anh em ha. Gắt loa ring luôn. Loa này hậu khá là sâu nên tiếng bass rất là hay. Dạng có thể chỉnh được bass chép bằng remote học anh em ha. Remote học thì anh em mua kèm nha. Mua kèm giá 100.000. Dàn này thì mình bán với giá 1.200.000 thôi, rất là rẻ anh em ha. 1.200.000 để anh em trải nghiệm hầu hết đầy đủ chức năng luôn. Màn hình cũng còn tương đối đẹp, này về mình đánh cà na vô thì rất bóng loáng luôn ha. Cái âm Sony thì không cần bàn cãi nhiều rồi, rất là hay. Bass tròn, mic sáng và chép tí tách luôn. Sẽ lăn trong đêm cuốn xa dần biết đâu thì mình test MD nha. Bay tắt xe lòng ướt. Nhìn bắt chép đây em ha. Chức năng mình test nhanh anh em ha. Tới qua chức năng giải mã quang nha. Mã quang thì anh em bấm optical in mà mình kết nối sẵn với cái tivi phía trên. Mình mở nhạc trên cái tivi nha. Nhạc trên YouTube đơn giản thôi. Đây. Chất lượng rất là cao ha. Tình yêu
Rồi theo qua chức năng analog in, nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth, mình kết nối Bluetooth sẵn phía sau máy anh em à. Nghe nhạc trên YouTube. Mỗi xuân với rượu say mềm qua làn hơi khói thuốc phang, một ngày vui nào hay. Đêm đói mặt tình nhân khó quên, niềm suy tư chợt đến theo dấu say mù. Mai tôi lại đi đam mê chối bỏ, rồi mình đã xong cái dàn đầu địa cao cấp Sony CMT M333NT trên càng loa M100, còn mình còn tương đối rất là đẹp, màu sắc kiểu này nhìn rất là độc đáo anh em à, mặt bóng loáng và ốp mica hoàn hảo, chức năng CD MD và có nét MD ngay ghi nhạc vô MD tốc độ cao từ máy tính, có nhà mở quang nghe nhạc từ smart TV chất lượng rất là cao và có analog in nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth. Chiếc âm Sony đẳng cấp không còn bàn cãi nhiều, anh em có thể mua kèm để bên học giá 100.000 để chỉnh được bass chép và chọn chức năng cơ bản, chọn bài v.v. Dàn này thì giá chỉ 1.2 triệu thôi anh em à, rất là rẻ để anh em về sưu tầm và nghe nhạc xuân. Anh em nào mua vui lòng liên hệ mình 0981 333 246, anh đăng ký kênh nhấn thông báo bên phải video, nhấn chuông nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.